về thăm Thủ Đức quê tôi, tôi sẽ kể anh nghe biết bao điều đổi mới, và tôi sẽ chỉ cho anh công trình như trong huyền thoại, lần lượt mọc lên từ trên những cánh đồng hoang vu. Phố đã lên đèn vào thăm chợ mới đông vui, bao chuyến hàng rau tươi nối nhau về khắp lối, và ta sẽ cùng đi thăm những khu nhà cao sao vời vợi, để được cùng nghe hương gia quy nhẹ vương trong đêm. Sao khắp quê tôi từng đêm ngày vẫn dậy, đừng hỏi tại vì sao phố trong mây thay dần đồng khô cháy, chỉ với nhiệt huyết từ trái tim góp đôi tay làm nên từng công trình, và với tuổi trẻ đầy khát khao của những người chung tên Thủ Đức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.